Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Việt Trung. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị một trận cờ hay của cô gái Việt Phan Trúc Ly và Yêu Ma Tòa Nhâm Lỗi. Trận này diễn ra tối qua ngày 24 tháng 3 2024. Phan Trúc Ly cầm đỏ đi tiên, Yêu Ma Tòa Nhâm Lỗi cầm đen thủ hậu. Mời anh chị thưởng thức.将军。
chuyên. Trang chuyên. Trang chuyên. Trang chuyên. Trang chuyên.
将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。đến đây hết quân. Tàu Nhâm Lỗi buông cờ nhận thua. Video của em cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu anh chị thích, anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Xin chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.